Bún phở review xin chào tất cả các bạn. Ấm áp hơn ngồi bên đống lửa là ngồi bên đống tiền, còn nếu không có tiền thì ngồi yên xem video của bún nhé. Kẻ thù lớn của người nông dân là châu chấu, đặc biệt là mấy khứa này vừa háo ăn lại còn vừa sinh đẻ rất vỡ kế hoạch. Vì thế ngày hôm nay, anh Bổn đã tranh thủ ra đồng, nhặt bớt về một số, chúng cực kỳ máu chiến, vừa thả vào trong đã không ngừng nhảy nhót thể hiện kỹ năng. Trông vẻ ngoài này, hầm hố hơn hẳn mấy khứa áo xanh ở Việt Nam nhỉ. Nghe bảo nếu điều kiện gió tốt, cả đàn châu chấu có thể di chuyển 150 km/h cơ đấy. Để chứng minh khả năng báo thủ phá hoại đỉnh cao của chúng, anh Bổn thả nhẹ vào đó một cành cây thì là, rau ít mà chấu thì đông. Chúng nhanh chóng phát hiện ra miếng mồi rồi lao đến, trước đây rất nhiều nơi phải hứng chịu nạn châu chấu, bởi khả năng ăn uống vô tội vạ và sinh đẻ vốt ổ chức của tụi này. Bạn xem, chỉ vừa chớp mắt mấy cái, mà cành cây lúc này còn đúng cái thân trơ trọi, với tụi hăng máu này, thì có ai có thể hạ gục được không nhỉ? Anh Bổn nghĩ tới chiến thần bọ ngựa, nhưng ở đây chỉ có một thân một mình, bạn nghĩ bọ ngựa có thể chiến đấu với cả lò nhà chấu ở đây không? Nó có vẻ khá hoảng hốt và bắt đầu bỏ chạy, nhưng rồi lại nhanh chóng đâm sầm vào những con châu chấu đến mức ngã chổng vó. Châu chấu nổi tiếng với khả năng tàn phá cây cối, thế nhưng nếu bị bỏ đói, liệu chúng có chén luôn một con vật khác không nhỉ? Bình thường hổ báo cáo trồn là thế, nhưng trông thấy số lượng kẻ thù đông nghẹt trước mắt, bọ ngựa không hiếu chiến như thường lệ, mà liên tục bò lên trên, cố gắng tìm cách tháo lui, cũng biết tự lượng sức mình quá đi chứ. Sau khi biết bản thân không thể ra ngoài, bọ ngựa bắt đầu thử một chút. Nó ôm lấy một con châu chấu, nhưng chỉ thế thôi mà không tấn công. Khi nhắm được một con khác có vẻ nhỏ hơn, bọ ngựa tung cước, nhưng rồi đối thủ này không hề dễ xơi. Chỉ cần sơ sẩy, nó bị lật ngửa bụng ngay sau đó, nhưng có vẻ lúc này, bọ ngựa bắt đầu đói bụng làm liều rồi. Nó ôm chặt một con châu chấu, mà dù cho nó ra sức quẫy đạp chống lại, vẫn không thể thoát khỏi cặp càng siêu chặt của bọ ngựa. Phải tốn rất nhiều sức lực và có vẻ như đã bị thương khá nhiều, con châu chấu dùng hết sức bình sinh mới thoát được ra. Nam nhi này đổ máu rồi các bạn ạ, đúng là bọ ngựa với khả năng ăn thịt của mình vẫn máu chiến hơn hẳn tụi chấu dù háu ăn nhưng lại chỉ ăn chay trường mà thôi. Sau khi kiên định chọn một con mồi, con bọ ngựa đã có thể oánh chén được những miếng ăn ngon lành, vẫn là cách ăn thường lệ khi xử lý từ phần đầu trước tiên. Bất ngờ, con châu chấu chỉ còn nửa đầu, vẫn ra sức vùng vẫy, trông khá là kinh dị ấy nhỉ. Thế nhưng con bọ ngựa đâu có quan tâm, nó vẫn chăm chú đớp lia lịa hương vị tuyệt ngon mà nó đã nhăm nhe từ lâu này. Bạn nghĩ sao về chiến thần bọ ngựa? Bạn có muốn xem nhiều video hơn về chúng hay không? Comment xuống dưới cho bún biết với nhé! Vì quá thích thú với mô hình nuôi kiến cực báo của anh Bảy, anh Bổn vừa xin được mấy con kiến trông cực kỳ hay ho này về. Bạn có nhìn thấy có một con có kích thước vượt trội hơn hẳn không? Chắc chắn đây sẽ là một quá trình xây tổ thú vị đấy. Để nuôi được kiến, đầu tiên, anh cần cung cấp cho họ một ngôi nhà mới đã. Chiếc tổ này được anh mua mới với giá cả triệu đấy các bạn ạ. Thú chơi của người giàu kể cũng lạ phải không? Sau khi đã lắp ráp tổ xong, anh lấy ra một chiếc vòi làm cầu nối để kiến đi vào nhà. Thế nhưng, con dẫn dầu đột nhiên bị rén ngang, nó không dám bước ra ngoài. Con thứ hai dù đã cố gắng thử sức, nhưng cuối cùng vẫn là quay đầu bỏ chạy. Tại sao thế nhỉ? Anh lại ra sức tìm hiểu, sau đó, lấy ra một tấm vải đen, che kín xung quanh ngôi nhà mới lại, và thế là, con kiến đầu tiên đã chấp nhận đi vào nhà mới. Đầu tiên, nó sẽ đi kiểm tra thật cẩn thận, để chắc chắn rằng đây là một ngôi nhà ngon lành và có thể ở được, anh Bổn đã chu đáo thêm vào đó một cục bông tẩm nước. Khi biết tụi tí xíu này thích những nơi ẩm ướt, con kiến trinh thám kiểm tra không sót góc nào xong thì về cấp báo, chuyển nhà anh em ơi chứ nhà mới nước non rồi rào lắm. Tưởng chỉ có con người mới thích nước nôi thôi chứ, bạn có tò mò kiến chúa di chuyển thế nào không? Bạn xem kìa, rất nhiều kiến thợ nắm dầu kiến chúa rồi hỗ trợ kéo nó tiến lên, kiến chúa rất nặng nề nên khó đi lại. Khi nó đã được hộ tống vào nhà mới, kiến thợ lại tất bật quay trở về nhà cũ, dọn dẹp mấy quả trứng sang nhà mới, họ tất bật thật đấy. Toàn bộ cả gia đình kiến đã chuyển nhà xong, anh Bổn tháo ống nối ra, ô kìa, khứa này vẫn nuối tiếc nhà cũ thế à. Anh ủn mông nó vào trong, rồi đậy nút lại, cả nhà kiến đã sắp xếp mọi thứ thật đẹp mắt và gọn gàng. Đến lúc chuẩn bị thức ăn rồi, anh pha đường glucose và thêm bột sữa protein cho tụi nó, chu đáo thế này thì tụi em lớn nhanh nhanh nhé. Ở cửa ra vào, một vài con kiến với cái mũi thính thò đầu ra ngoài, theo hướng mùi thơm mà mò đến, đúng chuẩn là có mồi bén anh em ơi. Tụi nó kêu gọi ngày càng đông kiến kéo đến, rồi cứ thế cứ thay nhau mà húp thức ăn, tuy có rất đông kiến nhưng không phải con nào cũng phải đi ăn uống. Bạn xem đi, tụi nó đang hun nhau kìa, thực chất đây là quá trình trao đổi dinh dưỡng, những con đã ăn no, sẽ san sẻ thức ăn cho những người bạn khác trong tổ. Vài ngày sau đó, anh Bổn thả vào một con sâu bột, nó ngu ngơ đi lang thang khắp nơi, và chắc chắn rồi, sẽ sớm đụng độ với tụi kiến này thôi. Bạn có muốn xem nhiều video hơn về quá trình nuôi kiến thú vị này không? Nếu thích thì comment muốn xuống dưới phần bình luận, để bún thúc đít anh Bổn chia sẻ với chúng ta nhiều video hơn nữa nhé!
Bạn nghĩ xem, một kẻ như bọ ngựa sẽ phản ứng ra sao khi nhìn thấy những con sâu gióm đầy lông lá nhỉ? Con sâu đang ngọ ngoại rồi từ từ tiến về phía trước, trong khi bọ ngựa như hoa đá luôn rồi, phản ứng này kỳ cục quá nhỉ? Con sâu gióm này là anh thanh niên đã nhặt được trên con đường về nhà, trông ục ịch thế thôi, chứ tốc độ của nó nhanh đến bất ngờ. Nhìn mấy cái lông chóc lên chia chỉa mà thấy ngứa ngáy trong người ghê, bạn có nghĩ thế không? Sau khi xem xét, anh đã quyết định bế em nó về nhà, vì ngoại hình to lớn và béo múp này, chắc hẳn sẽ là một đối thủ đáng gờm cho bọ ngựa đấy nhỉ? Bị nhốt trong hộp, nó còn thoải mái ị ra những cục phân xanh lè gớm ghiếc, cái tụi ăn hại chỉ biết ăn lá cây này, hãy để xem bọ ngựa sẽ xử lý ra sao. Bọ ngựa là một chiến thần thật sự, ngay cả con đỉa trông kinh VL này cũng không làm cho nó mảy may lo sợ chút nào. Thế với sâu gióm thì sao nhỉ? Đúng như chúng ta nghĩ, nó nhanh chóng chồm lấy con mồi, con sâu quằn quại tiết ra chất màu xanh kinh dị. Tuy nhiên, vấn đề là khứa này có bộ lông chia chỉa khó xử lý thật đấy. Bọ ngựa vẫn không bỏ cuộc, có vẻ như nó biết đây là một miếng mồi béo múp phải húp thật sạch mới được. Nó cắn rời rất nhiều lông xuống sàn, rồi cuối cùng cũng đã thành công chạm miệng vào phần thịt thơm ngon phía trong. Con sâu này múp thật các bạn ạ, ăn mãi mà không hết, đã thật chứ. Nếu bạn lo lắng, không biết ăn sâu gióm có vấn đề gì không, thì bọ ngựa vẫn khỏe mạnh sau 3 ngày nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng hành và theo dõi đến cuối video. Bún phở rất biết ơn về điều đó, và đừng quên tiếp tục ủng hộ kênh trong những video tiếp theo nha. Bún phở yêu tất cả các bạn.